Xin chào tất cả mọi người. Atec Lensing là một cái thương hiệu loa của Mỹ đã đặt nền móng cho ngành âm thanh của thế giới, và cũng chính là cái nôi của những cái thương hiệu lẫy lừng sau này như là AR hay là JBL vân vân. Rất là nhiều phát minh của họ đã góp phần định hình những cái cấu trúc ban đầu của một chiếc loa trong thời buổi còn sơ khai. Những cái dòng loa, những cái model huyền thoại của hãng như là Atec Lensing A5, A7 hay là 604 vân vân, được mệnh danh là những cái đôi loa mà hay nhất mọi thời đại. Và trong đó có một cái dòng loa mà không thể nào mà không kể đến, đó là Atec Lensing Santa 2. Ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh Hạo về một đôi. Thì cái dòng loa này á, khi mà hãng ra Atec Lensing họ ra đời thì ngụ ý của hãng đó là người ta sẽ hướng đến dành riêng để phục vụ cho giới quý tộc Mỹ với những cái đôi tai rất là khó tính và khắc khe. Và ngày hôm nay Ngọc Hạo về được một đôi duy nhất trong cái lô hàng của mình, với cái tình trạng của nó rất là đẹp và cái chất âm thật sự mọi người là khỏi cần bàn cãi rồi. Đây là một cái model mà được ra đời vào khoảng năm 1976 và nó được nâng cấp lên từ cái phiên bản tiền nhiệm rất là thành công của hãng, đó là Santa 1, Santa trơn đó mọi người. Và cái model Santa 2 ra đời sau này thì được hãng người ta nâng cấp lên nên nó có một cái chất âm, cái khả năng trình diện nó vượt trội hơn nhiều. Về âm bass, trung âm hay là âm cao thì nó sẽ hay hơn đáng kể so với cái đời đầu. Và đặc biệt ngày hôm nay một cái mức giá Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác anh, một cái mức giá rất là tốt, định điểm đối với cái model mà Atec Lensing Santa 2. Những thời gian vừa là gần đây thôi thì bán cũng đâu đó trên thị trường cũng 20 triệu và có năm thì lên đến là 23 triệu. Và ngày hôm nay Ngọc Hạo về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc, Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh chỉ có 19 triệu mà thôi. Và phải mấy năm rồi, bây giờ thì mới có lại một đôi. Nên bác và anh nào mà mọi người thích siêu tầm về, chúng ta vừa nghe và vừa trưng bày trong gia đình để cho nó hoài niệm cổ kính, thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hạo qua số điện thoại để sở hữu cái model này với mức giá chỉ có 19 triệu mà thôi. Bây giờ thì Ngọc Hạo sẽ quay rõ ràng từng góc cạnh để cho tất cả các bác anh xem nha. Mọi người thấy là nó về là nguyên bản 100% của nó là như vậy luôn á mọi người. Nguyên bản của nó là 100%, không đụng chạm bất cứ một cái gì luôn á mọi người. Thì mọi người thấy này, nó được ra đời vào khoảng năm 1976. Nó được cải tiến so với cái đời đầu thì cả về ngoại hình lẫn chất âm luôn á mọi người. Đó, cái chất âm của nó, âm bass nó mềm, sâu, gọn tiếng, tràn đầy nội lực. Và đặc trưng riêng của cái thương hiệu loa số 1 của Mỹ đó là Atec Lensing. Trung âm thì rõ ràng, dài tiếng và cái tiếng trap nó rất là sắc bét, đẹp luôn mọi người. Âm cao nó không thua kém gì những cái đôi loa mà cao cấp high-end hết thời nay mọi người. Thật sự mọi người là rất là hay luôn. Bác và anh nào mà chưa trải nghiệm cái dòng này thì mọi người thử trải nghiệm, cực kỳ hay luôn mọi người. Còn đối với thương hiệu Atec Lensing thì thật sự với mọi người là cho đến bây giờ những cái model của thương hiệu này, giới đam mê âm thanh người ta siêu tầm rất là nhiều luôn. Và kể cả cái model này được trên thị trường rất là ưa chuộng nha mọi người. Mấy năm trước lâu lắm rồi Hảo có một đôi và bây giờ mới có lại một đôi. Thật sự mọi người là nó rất là hiếm luôn. Đây mọi người thấy về trong cái ngoại hình nguyên bản của nó rất là khủng, với một cái ngoại hình cực kỳ ngầu luôn mọi người. Làm rất là ngầu luôn. Đó, thiết kế mọi người thấy này, cái bát của nó là với đường kính là 40 luôn mọi người nha. Bát 40 và cái gân này về là cũng là còn là gân ring của nó như vậy. Và mọi người thấy màng bát này, đó, màng bát rất là đẹp luôn. Hai bên màng bát là đều y hệt như vậy luôn á. Đó, cái thùng mọi người thấy đẹp chưa? Thùng rất là đẹp mọi người ha. Mỗi loa nó cũng nặng lắm, nó nặng gần 30kg. Hai loa là gần 60kg luôn mọi người. Đó, và cái trap của nó là trap giấy đây, với đường kính là 10. Cái mũi của nó là cái mũi nhôm nha mọi người. Cái trap giấy lớn cho cái tiếng bass nó đặc trưng ca vút liền lạc nhưng mà không hề bị chói tai. Trên những cái dòng AR1 mà cái đời đầu vang danh của hãng AR giá gần 200 triệu, người ta vẫn dùng cái trap giấy nổi tiếng của hãng Atec Lensing nha mọi người. Đó, những cái đôi mà AR1 với mức giá 200 triệu trên thị trường hiện nay người ta vẫn dùng cái dòng trap của thương hiệu Atec Lensing nha mọi người. Và cái mức giá cái model ngày hôm nay thật sự mọi người rất là dễ chơi luôn, chỉ có 19 triệu, quá rẻ luôn mọi người.
người ta bán trên thị trường cũng cao lắm. Đó, mọi người thấy này, hai cái loa thì cái loa này là một bên nó sẽ đại diện, nó có một cái tem vậy, chứ không phải là bên kia nó bị mất một đôi là nó sẽ đại diện một một chiếc nó sẽ có vậy nha mọi người, chứ không phải là bên kia nó bị rớt đâu nha mọi người. Từ ngày xưa hạn người ta sản xuất là như vậy đó. Còn cái lỗ thông hơi ở phía dưới này đó, mọi người thấy cái ống thông hơi nó nguyên bản hết như vậy luôn, nó có cái chữ Santana 2 Atec Lensing đó, người ta làm nó rất là cầu kỳ, làm cái này giống như là bằng gang á mọi người. Đó, cái bát ở bên trong mọi người biết sao, cái sườn của nó là cái sườn gan rất là khủng luôn. Và cái dòng bát này á, cái dòng bát cái cụ của nó là cái cụ mà rất là khủng, 4118A, nổi tiếng từ lâu trong các cái diễn đàn ở trên thế giới nha mọi người, rất là nổi tiếng luôn. Riêng cái cụ thôi mà bán là cũng cực kỳ nhiều tiền luôn mọi người, nên cái tiếng bát chúng ta nghe nó sâu thẳm mà nó tràn đầy nội lực. Nghe tiếng trống á, mọi người đem nghe nó đánh cái tiếng trống mà nó chắc, mà thật sự với mọi người là nổi cả gai ốc lên vì nó quá là trung thực đi. Đó, và về trong tình trạng rất là đẹp của mọi người. Trên này nó sẽ có cái nấc chỉnh này, nấc chỉnh cái âm cao cho chúng ta. Trợ kháng của nó là 8 ohm, trên này hạ người ta ghi luôn độ nhạy là 91 decibel, và công suất của mỗi loa là 50W. Nên đối với cái độ nhạy và cái công suất này, mọi người rất là dễ ghép âm ly luôn, có thể đánh bán giọng này, âm ly đàn cực kỳ hay. Hoặc là những cái dòng mà để có những cái dòng mà class A đó, mọi người đánh cũng rất là tốt. Mọi người thấy chưa, quá là đẹp mọi người ha, là nó rất là chắc chắn luôn mọi người. Trên này nè, đó, trên này nó sẽ trang bị ở trên đây một cái, mọi người thấy là một cái tấm gỗ, và cái gỗ của cái model này là được làm bằng gỗ lạng luôn nha mọi người, nên sau thời gian về nó rất là chắc chắn và cực kỳ đẹp, nguyên bản hết là như vậy luôn mọi người. Đây họ lấy cái lưới cho tất cả các bác anh xem, trên lưới nó cũng có cái thấy cái tem của hãng luôn. Đây mọi người thấy cái lưới này, logo của Antec Lensing này, nhiều nơi về cái lưới này nó không còn tem, nó bị mất luôn mọi người, mà người ta bán nó mức giá cũng cao, mà họ vì là còn nguyên bản hết như vậy, cái lưới này thì cũng lưới rin luôn á mọi người. Đây cái khung của nó này đó, mọi người thấy chưa, cái lưới nó làm cái cục gỗ hay cục gì mà rất là nặng luôn mọi người. Đó, từ ngày sơ khai, từ ngày đầu cho đến bây giờ vậy đó. Đó, nên thật sự là rất là đáng sưu tầm luôn mọi người, dễ gì mà về được một cái đôi Atec được xinh mà đẹp như vậy, thật sự mọi người luôn á. Tại vì họ bán cũng qua rất là nhiều, nhưng mà để mà cái dòng Atec Lensing ở trên thị trường nó hiếm lắm mọi người, thật sự là rất là hiếm luôn. Những cái dòng mà đời thấp hơn á thì về thì có nhiều đó, những cái dòng loa cột này kia mà thấp, đời thấp hơn thì có nhiều, còn những cái dòng mà đời cao này nó hiếm về lắm, lâu lâu mới gặp một đôi vậy đó. Đây phía sau đây nha mọi người, thì phía sau của nó cũng đẹp, cái trạm kết nối của là loa của nó nằm ở phía dưới ấy, nên nó nặng nên họ không có nghiêng xuống được mọi người nha. Cái màu gỗ của nó tự nhiên lắm mọi người, rất là đẹp luôn. Đó mọi người thấy cái đường vân gỗ kìa, nặng lắm, rất là nặng luôn. Đây trên này cái tấm gỗ này, họ thấy có nhiều nơi về nó bị đen, nó bị sần này kia, nó bị bạc màu, nhưng cái này là vẫn còn nguyên cái màu của nó, rất là đẹp luôn mọi người, vẫn còn đen tuyền luôn á. Đó, bác và anh nào mà đang tìm kiếm một cái cặp loa cao cấp với cái chất âm sang trọng đặc trưng của thương hiệu Atec Lensing, đánh tốt đa thể loại âm thanh tách bạch để mọi người nghe nhạc vàng, bolero, acoustic cho đến nhạc đen đều hay, thì mọi người có thể gọi cho Ngọc Hạo để mà sở hữu ngay cái model này. Hạo về có một đôi duy nhất mà thôi, với mức giá chỉ có 19 triệu thôi nha mọi người. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Ngọc Hạo nha. Thank you.
cho em hỏi ngày mai có buồn hôm nay trong thinh lặng còn ai nghe đâu đơn này cho em hỏi cuộc tình nào sẽ I'm